Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị một các bạn một cái con máy mà nó có tích hợp được 3 chức năng ha. Con máy hàng của Dì Lăng với mẫu sản phẩm là 180. Đây, sản phẩm nó nằm ở sau ha, 180 GDM ha. Đó, GDM. Thì đây, đó là con máy rất nhỏ gọn với sử dụng AMP dòng hàng tới 180 nha các bạn ha. Rồi đi kèm với máy thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm nha. Đó, như là cái súng hàng mít ha. Súng hàng mít kiểu châu Âu ha. Đó, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp ha. Đây. Rồi tiếp tục. Bộ dây thì dài 3m ha. Với kiểu mát cũng dài 3m. Đây, kiểu mát cũng kiểu châu Âu luôn ha. Có đầu đực đây. Đứng vào luôn nha các bạn ha. Rồi tiếp tục. Thế đó nữa là một cái bộ phụ kiện như là bếp hàng ha. Bếp hàng, lục giác. Đó, lục giác không có nhanh. Đó, đầy đủ để chúng ta sử dụng máy ha. Rồi tiếp tục. Sợi dây này là sợi dây nguồn ha các bạn ha. Sợi dây nguồn khá là dài. Và phía sau thì có cái sợi dây dây khí ha, được cột ở phía sau luôn ha. Rồi trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cái phần thân máy ha. Rồi như bạn thấy đây là cái bàn ghế đỡ. À, bạn đẩy luôn ha, rất là thuận tiện. Rồi tiếp tục bộ phận này. Đây, bộ phận này là dùng trái hàng mít, bộ phận một cốc dây ha, mình nằm ở phía ngoài luôn. Đó, con máy nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ tính năng. Rồi bộ cốc dây thì nằm ở phía ngoài. Tiếp tục bạn đẩy gì đó, như bạn thấy được đẩy được có cái 4 cái xe luôn để chúng ta dễ dàng thao tác và vận chuyển và di chuyển nó để sử dụng ha. Tiếp tục vỏ thì được làm bằng mình sơn lớp tĩnh điện, giúp cho máy của chúng ta tiết điện tốt ha. Bên trong đó, phiếu bảo hành, catalog hướng dẫn sử dụng, túi chống ẩm đó đầy đủ. Và đây là cái bộ cúp dây bên trong để chúng ta cho dây xuống hàng vào, hàng mít vào đó ha. Rồi bên trong ở trong này thì sẽ có bo ha, có bo mạch nằm trong đó. Con máy rất là thuận tiện ha, rất là đẹp. Có 3 tính năng, con này hàng được hàng que, hàng tích và hàng mít. Đặc biệt hơn nữa thì nó sẽ hàng được mít không dùng khí ha các bạn ha. Mít không dùng khí, mít không dùng khí là nó dùng mít không dùng khí để dùng là hàng những cái vật liệu nhưng mà chúng ta không cần phải hàng đẹp thì không cần dùng khí ha, đỡ tốn chi phí làm việc. Thì đây có 4 chế độ luôn ha. Rồi hàng được hàng mít dùng khí luôn. Đó, lúc này mình cần mối hàng đẹp thì mình dùng khí, không cần mối hàng đẹp thì mình dùng không cần dùng khí ha. Rồi tiếp tục chế độ stick hàng que, hàng tích ha. Rồi dòng hàng 180 điều chỉnh vô cấp. Tiếp tục đó nữa thì đây những điều chỉnh đây ha các bạn ha, với đường đèn hiển thị bằng led ha. Bo thì được làm inverter tiết kiệm điện luôn. Đó, rất là thuận tiện. 4 chức năng. Không phải chỉ 3 thôi nha các bạn, 4 chức năng luôn. Đó, 4 chức năng. Rồi, phía dưới thì cái đầu để chúng ta gắn dây tín hiệu xuống hàng tiếp. Và ở dưới thì gắn kẹp mát và dây kẹp hàng que rồi xuống tiếp cho các bạn ha. Mà đi kèm với máy thì hãng chỉ tặng một cái bộ hàng tiếp với hàng mic chứ lại là kẹp mát thôi nha các bạn ha. Đó, nhỏ gọn và rất là đẹp, chu kỳ làm việc tới 60%. À, thường sử dụng con này thường sử dụng cho gia đình thôi nha các bạn ha. Gia đình hoặc là những xưởng cơ khí nhỏ đó, rất là dễ dàng thuận tiện sử dụng. À, không cần hàng nhiều đó, một ngày chúng ta hay là lâu lâu chúng ta hàng thì con này nó tích hợp được 3 loại chức năng hàng đó, nên chúng ta rất là dễ dàng sử dụng ha, không cần phải mua nhiều máy đó mà vẫn sử dụng một máy nhưng mà vẫn sử dụng được. Giá thành thì nó cũng khá là rẻ thôi nha các bạn ha. Thì nếu các bạn có muốn tham khảo về giá thì hãy liên hệ tới số điện thoại khi cập đường link website dưới phần video. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã